Vâng, tiếp theo đến với video chia sẻ cây cảnh nghệ thuật triển lãm Đông Anh. Đỗ xin giới thiệu với các bạn những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật ở phía bên phải, áp sát với phòng tổ chức. Đến đây tôi thấy có một cặp ba đối xứng, gồm có hai tác phẩm xanh trực huyền hai bên, đối xứng qua một tác phẩm xanh trực. Đây là cái hình ảnh tổng thể của cặp ba đối xứng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết chúng ta chia sẻ tác phẩm ở giữa. Đó là của anh Nguyễn Minh Dưỡng, xanh Giáng Làng. Nói đến nhà vườn Minh Dưỡng thì chúng ta đã biết anh Minh Dưỡng là chủ sở hữu của tác phẩm Dấu Ấn Thời Gian. Địa điểm vườn cảnh của anh là ở Chương Mỹ, Hà Nội. Còn đây là hai tác phẩm xanh trực huyền xếp đối xứng hai bên. Đó cũng là của anh Minh Dưỡng. Tác phẩm xanh cổ nhưng chưa treo thẻ.
Đây là tác phẩm tranh Trực Huyền Đối Xứng thứ hai của nhà vườn Minh Dưỡng. Chúng ta đến với tác phẩm Duối Tam Đa của Minh Dưỡng. Vâng, tác phẩm Xanh Dáng Làng cũng của Minh Dương. Chúng ta đang thưởng thức tác phẩm Xanh Mẫu Tử. Của Hà Văn Khoa. Tác phẩm Xanh có tên là Mộc Thạch Trường Sinh của Nguyễn Thái Hược. Hey,
Chúng ta đến với tác phẩm Xanh Tam Đa của Đào Trọng Thành. Chúng ta đến với tác phẩm Xanh Cổ của Nguyễn Sĩ Quý. Xanh Trực Huyền của Nguyễn Sĩ Quý. Sao ông lại đặt là Trực Huyền được? Tay này đâu có phải tay Huyền đâu. Xanh Trực Hoành của Nguyễn Khắc Thư. Xanh Dáng Trực của Ngô Văn Khuynh. Xanh Dáng Huyền của Hoàng Văn Đán.
Vâng, và đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng video tại đây để chúng ta chuyển sang những video kế tiếp chia sẻ cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Đông Anh, thành phố Hà Nội.